Vâng, xin được kính chào quý anh chị các bạn đến với BK Hà Nội, Vương quốc gầm cao. Anh chị em nào đang quan tâm đến một cái mẫu xe 7 chỗ gầm cao, máy xăng, thì hiện tại em đang có một cái mẫu xe Toyota Fortuner, máy xăng một cầu số tự động. Đấy, máy xăng một cầu số tự động các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Máy xăng một cầu số tự động đây. Sản xuất năm 2016 các bác nhá, 2016, tư nhân một chủ từ đầu. Đấy, bác nào đang quan tâm đến dòng xe này thì có thể ấn like, subscribe kênh. Chúng tôi sẽ dành tặng cho những anh chị em đó một cái phiếu giảm giá từ 5 đến 15 triệu đồng vào ngay trong tài khoản của quý chị các bạn. Đây, khi mà các bác mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì các bác sẽ phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, bị ngầm nước hay chưa, tháo cổ máy hay không. Và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý chị các bạn hay không các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, có đảm bảo quý chị các bạn hay không. Đây. Rất nhiều những cái mẫu xe đã qua sử dụng. Hiện tại thì em là một trong những cái mẫu xe, một trong những đơn vị cung cấp những dòng xe gầm cao là lớn nhất thủ đô Hà Nội các bác nhá. Lớn nhất thủ đô Hà Nội. Xe được trang bị gần như là khá nhiều phụ kiện, bao gồm có ốp bậc lên xuống mặt chrome này, rồi ốp tay cửa chống xước, ốp chống chảy cốp sau. Đấy. Đây các bác nhìn này. Ok. Rất là mới luôn các bác nhá, cực kỳ mới luôn. Xe được trang bị cái ghế da này. Đầu DVD camera lùi này. Chất liệu ghế da các bác thấy, các bạn có thể thấy đây. Có thể nói rằng là rất là căng. Đây. Chất liệu ghế da nhá, 2016 các bác nhá. Toyota Fortuner, máy xăng. Một cầu, số tự động 2016. Đấy. Tư nhân một chủ từ đầu các bác nhá. Tư nhân một chủ từ đầu. Xe thì đây, mức tiêu thụ nhiên liệu đây, 12,4 lít, 10,2 lít đi các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Nếu bác nào mà có nhu cầu sở hữu những cái dòng xe này thì có thể gọi điện trực tiếp nhá, số điện thoại 0965525989. Hỗ trợ trả góp 70%, chỉ cần đâu đó khoảng tầm 366 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Với lãi suất là 0,68% một tháng các bác nhá. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, thành công và nhiều may mắn. Xin trân trọng cảm ơn.